không phải là giáo viên tiếng Anh nhưng mà anh có giỏi tiếng Anh. Với ngày xưa em cũng từng làm việc ở nước ngoài 5 năm. Bởi vì em là một người sống rất là độc lập và tất cả những gì mà em có được là do em muốn tự tạo nên, không liên quan tới gia đình. Em là em, bạn đó đến em chỉ biết em thôi, em đâu có liên quan đến gia đình đâu. Đó. Bên đó sợ con nấu ăn rồi phỏng hả? Bên đây cũng con một, sợ không cho nó ăn, sợ ăn nó no đó. Trời. Rồi sao? Thương con nó vậy luôn á, đừng có đùa. Mời bạn nam. Nhà trai xuất hiện nào. Ngồi đi em trai. Dạ cảm ơn anh. Và mời bạn gái bước ra sân khấu. À, bây giờ khi mà hai bạn có mặt sân khấu rồi á, chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe ha. Vâng, em xin chào tất cả mọi người, chào anh MC Quyền Linh và chào chị Nam Thư. Chào bạn. Em tên đầy đủ là Võ Trí Tuấn, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Nhất. Em bao nhiêu tuổi rồi Tuấn? Em sinh 88, năm nay 31. Nghề nghiệp chính của em là kinh doanh và giao dịch ngoại hối trên thị trường. Và em có kinh doanh bên một lĩnh vực khác là chăm sóc về sức khỏe con người. Rồi, cô gái xanh biếc của chị giới thiệu về bản thân nè. Dạ, cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Con xin gửi lời chào đến chú Quyền Linh. Em xin gửi lời chào đến chị Nam Thư xinh đẹp. Rồi, cảm ơn cưng. Em là Hồ Ngọc Thanh Phương. Em sinh năm 1995, là 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại một vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây. Em hợp tác với các bạn của em mở ra một lớp dạy kèm cho học sinh trung học phổ thông. Và em phụ trách 9 môn tiếng Anh. How are you? Thank you, I'm fine. And you? Oh, very well. Đã nói một tí sở thích và cái ưu điểm, khuyết điểm của mình ha, Phương ha. Em tự tin là em học giỏi. Em ngoan, biết vâng lời những người lớn, cha mẹ. Giỏi quá ha. Đàn gái nghe cái linh lịch thấy muốn qua coi mắt rồi đó. Còn khuyết điểm của bản thân? Dạ, khuyết điểm của bản thân em thì là em không có nấu ăn. Em chưa từng vào bếp. Em chỉ có vào bếp đúng một lần, vì lần đó là mẹ em bị ốm thôi. Ba mẹ em sợ em bị bỏng, cho nên là không cho đó, em nấu. Nói vậy là rất được ba mẹ cưng đúng không? Dạ, vì em là con một ạ. Em có một vài phần rất là giống anh. Anh cũng là con một và anh không phải là giáo viên tiếng Anh nhưng mà anh có giỏi tiếng Anh. Với ngày xưa em cũng từng làm việc ở nước ngoài 5 năm. À, vậy hai bạn có thể nói nhau tiếng Anh vài câu đi. Can you tell me about your living and now you live your parent with your parent or you living alone? Now I'm living with my family. I'm still living with my family, but in future I have a purpose to make a private flight and I want to stay with you for the private living, not belong to the family. Because I'm the single one and I don't want to make anything about with my family. That's one my purpose in the future. What's a typical model of the girl do you want to be your wife in the future? I like the girl is lovely and like to travel with me. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay quá. Hey. Tức là bạn trai muốn mẫu một người con gái của mình là dễ thương đúng không? Yes, đúng rồi chị. Dễ anh thương. Hiểu mà. Anh hiểu mà đúng không? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay quá okay. Linh ơi. Tiếng Anh nó rào rào luôn vậy đó. Được rồi. Mình đã nói tiếng Anh nữa là một hồi là anh Linh, anh 1, 2, 3 nữa ha. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ bạn trai, bạn có thể nói một tí xíu về tình trường của mình được không? Nơi mà bắt đầu cái mối tình của em là Singapore. Thì ở đó em và bạn cũng cùng làm việc một chung một công ty luôn. Một cái quá trình làm việc vậy là khoảng hơn một năm thì em bạn đó quen nhau. Nhưng mà có một cái trục trặc xảy ra ở bạn nữ là ngày xưa em đi làm việc nước ngoài là vì sự nghiệp, còn bạn đó đi là vì trốn hôn ước. Thì em hỏi bạn đó là bây giờ em quyết định đi, chỉ có thể một người thôi. Thì cuối cùng bạn đó nói là xin lỗi anh. Bạn nam nó có nhiều cái nghĩa và cứ giúp đỡ gia đình cho bạn gái quá nhiều đi. Em cũng mỉm cười nói ok anh hiểu. Vậy là duyên của mình đến đây là hết. Hay à, thôi vậy người ta chọn nghĩa, thôi cũng để cho người ta chọn nghĩa đi. Dạ vâng. Tức là bạn nó không vượt qua được gia đình. Em đã nói với bạn đó là nếu em có thể mà vượt qua rào cản của gia đình, bỏ hết mọi thứ thì
em có thể xây dựng một cái gì đó riêng của hai đứa. Mà bởi vì em là một người sống rất là độc lập, và tất cả gì mà em có được là do em muốn tự tạo nên, không liên quan tới gia đình. Em là em, bạn đó đến em chỉ biết em thôi, em đâu có liên quan tới gia đình đâu. Quyết định là của em luôn, thì còn vấn đề ở chỗ của bạn thôi. Nếu bạn vứt bỏ ra được cái vấn đề của gia đình thì ok. Cũng khó, khi mà tình yêu chưa đủ lớn, chưa đủ thăng hoa thì người ta có thể chọn một cái bến đỗ khác. Cái này mình cũng không trách ai được ha. Đúng rồi. Hy vọng hôm nay mình sẽ tới Cần Thơ gạo trắng nước trong nha. Em hỏi bạn nữ bên đầu dây bên kia, cái hồi nãy có nghe nói Cần Thơ là địa danh gì á chị? Thủ phủ của miền Tây. Tại sao gọi nó là thủ phủ miền Tây? Tại vì ở miền Tây Nam Bộ, bắt đầu từ Long An đi ngược về dưới chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thì chỉ có thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương. Nơi đó là nơi đầu tàu về kinh tế, về sự giao lưu, về tất cả mọi thứ. Em thì em chỉ có nghe đâu đó một bài thơ về Cần Thơ, Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đúng gì rồi. Đó nhưng mà ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ đó có bến Ninh Kiều, có thôi cái đó được rồi. Cái hình mẫu lý tưởng của em về một cái cô gái mà em mong muốn là gì? Ưa nhìn đó. Bà nữ nào cũng ưa nhìn hết trơn á. Dạ đúng quan rồi, quan trọng mình có thích nhìn hay không thôi. Chính xác. Và cái quan trọng là tính cách, em thích một bạn gái có cái sự nữ tính trong người, nhẹ nhàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng thôi. Gái miền Tây nữ tính ngọt lắm ngào. Em ngọt ngào, ngọt đúng ngào không mà. Dịu dàng lắm. Như hồi nãy giờ em nghe chia sẻ rồi đó, bên nữ, bên bé Phương bên nhà chị là gái một, ba mẹ không cho vô bếp nấu ăn, đúng không? Dạ, sợ đúng. Gì sợ phỏng, tức là sao? Như vậy là biết cũng rất là được yêu thương, rất là được cưng chiều. Mà ba mẹ bên Phương, ai mà muốn quen con gái phải tới nhà gặp mặt trước đó. Trời ơi, đó bên đó sợ con nấu ăn rồi phỏng hả? Bên đây cũng con một, sợ không cho nó ăn, sợ ăn nó no đó. Trời, rồi sao? Thương con nó vậy luôn á, đừng có đùa. Bên kia con một, bên đây cũng một con chứ bộ. Ý con một chứ bộ. Dạ con chào chú ạ. Chào con. Dạ. Gái Cần Thơ ha, dễ thương, nết na thùy mị. Con tưởng tượng xem hoàng tử trong mơ của mình là người như thế nào. À dạ, con nghĩ là ảnh sẽ cao. Cao? Dạ, có ngoại hình kiểu tiếp thanh niên nghiêm túc với chút. Là tóc thì phải cắt gọn gàng nè, không có cắt kiểu undercut hay là nhuộm. Dạ, đẹp trai. Thấy cũng được á, cũng hợp lý đó. Con có mẫu hình lý tưởng nào không? À, dạ, mẫu hình lý tưởng của con là sát Lê Đăng Khoa. Là ai vậy? Lê Đăng Khoa là một cái người mẫu người đàn ông business, doanh nhân, đẹp trai, cao ráo, hết sức là nói chung là chuẩn soái ca, niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Tức là đẹp trai mà kinh doanh giỏi nữa đó hả? Bên đây nãy giờ cũng đi làm nước ngoài ha, cũng tiếng Anh giỏi, nói chung đây cũng người đàn ông soái ca đó. Dạ. Nói chuyện ca mũ, ca nhựa, ca gì thủy tinh gì chú không biết nha. Dạ. Có tự con tìm hiểu. Dạ. Chứ cũng thấy là có ca đó. Rồi, con không thích điều gì ở đàn ông nhất? À, dạ con không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Em biết hút nhưng mà hiện tại không hút. Đúng, anh cũng có hút nhưng mà không bao giờ hút. Nhưng mà em từ bỏ thuốc không phải vì lý do khác, mà vì lý do bản thân em muốn bỏ và sức khỏe. Chính xác, hút thuốc có hại sức khỏe. Vậy mà cũng có nhiều người hút. Không thích gì đàn ông nữa? Dạ con không thích bạn nam ăn thịt cuốn với mèo. Thịt gì? À thịt chó, thịt mèo hả? Trời. Em kỵ thịt chó và em cũng không thích ăn thịt chó nữa. Đúng rồi, không nên ăn thịt cuốn và mèo. Cho nên bạn nữ bên kia yên tâm, anh không ăn thịt cuốn và mèo. Dạ như vậy là được rồi. Được rồi ha. Em phải thêm vô chứ, không lăng nhăng, không gia trưởng, không xét nét, phải đủ chuẩn chứ. Những cái thứ đó nói em có không? Em là một người sống thiên về hiện đại và có phong cách hướng ngoại chút. Họ không có gia trưởng, nghĩa là họ balance, công bằng ở trong gia đình. Vợ và chồng thì đều được quyền ý kiến và phủ quyết. Đó là thuộc về tính cách của em. Nói rồi. Nói chung vợ chồng nhau là về bỏ phiếu đi. Thấy ai phiếu nhiều là thắng. Nhưng mà đôi khi em nghĩ thì người đàn ông cũng nên nhường họ một tí. Đó. Rồi. Soái ca là chỗ đó đó. Bây giờ hỏi kiến người thân đi nha. Đúng rồi. Phương, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Dạ, em đến với mẹ của em ạ. À, dạ, con chào cô, chào mẹ của Phương. À, lời đầu tiên là tôi xin chào chương trình. Dạ. Và chào hai em, Nam Thư xinh đẹp. Dạ, cảm ơn cô. Và Quyền Linh vui tính. Quyền Linh dịu dàng. Quyền Linh vui tính, rất dạ. là vui tính. Chào cô. Cô thấy con trai là...
Được, đúng là một cái tính cách của thanh niên thế hệ mới ngày nay. Dạ chỉ được thôi hả cô? Được là tốt đó, được là tốt đó cháu. Dạ vâng, con cảm ơn cô. À cô ơi, theo chia sẻ thì cô là người nói bé Phương đi tham gia chương trình này, đúng không cô? Lý do tại sao vậy? Vì cô thấy chương trình này là rất là thiết thực. Dạ. Rất là tốt cho thế hệ trẻ ngày nay là tìm đến với nhau bằng cách là đàng hoàng, chính thức, chứ không phải là đi hẹn hò ở bên ngoài mà không có ý kiến của cha mẹ. Cô cũng có lời cảm ơn chương trình rất nhiều, vì chương trình có rất nhiều ý nghĩa. Dạ. Dạ. Cô rất là ủng hộ điều đó. Dạ, cảm ơn cô đã tin tưởng vào sự uy tín của chương trình. Dạ. Bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình với em họ của em là Vương. À, em trai hả? Dạ, em trai, em họ. Em xin chào chương trình và em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào cưng. Để bên chương trình thì em cũng thấy bên đằng nữ là một bạn nữ khá là xinh và cũng tuổi trẻ, tài cao rất là tốt. Về phía anh Tuấn thì anh cũng có rất nhiều điểm tốt, và trong mặt tình cảm thì anh cũng biết chăm sóc những người phụ nữ. Nếu ngày hôm nay mình bén duyên thì có thể mình tới được với nhau, còn nếu mà không với nhau thì mình vẫn là bạn bè thoải mái và tìm hiểu tiếp tục. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta đã nghe ý kiến của những người thân rồi. Bây giờ quyền quyết định vẫn là của các bạn. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi Tuấn. Anh chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay đến với chương trình anh có một món quà nhỏ tặng cho em. Thì nó xuất phát từ một câu chuyện ở Nhật Bản. Anh chàng này rất là yêu cô gái này, thì anh ta không biết cách nào để mà làm cho cô gái phải đáp lại cái tình cảm của mình, thì anh ta làm cái món quà tặng cô ta. Thì cái ý nghĩa món quà xuất phát từ cái ngày đó và câu chuyện từ Nhật Bản. Cảm ơn em. Dạ, em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Dạ, anh có thể mở nó ra giúp em không được? Ok. Cuốn sách tựa đề là Hạt giống tâm hồn, sách dành cho những tâm hồn không bao giờ gục ngã. Dạ, đó cũng là một bức thông điệp mà em muốn gửi đến anh, và đó cũng là châm ngôn trong cuộc sống của em. Cuộc sống này thì luôn luôn tồn tại những điều khó khăn và thử thách, nhưng mà chỉ cần mỗi người có giữ vững lòng tin của mình thì giông tố nào cũng sẽ vượt qua. Hay quá. Cảm ơn em. Thì ơi, anh là một người trong anh có một cái niềm đam mê về thiên về kinh doanh, thì trước khi đến với em hoặc là cho dù bây giờ gặp em thì nó cũng đã trở thành một cái tính cách của anh, là cũng khó mà gục được. Thì thường gục anh cũng sẽ tự đứng lên, cho nên em yên tâm. Nhưng mà dù sao nữa cũng cảm ơn cuốn sách của em, anh cũng khá thích đọc sách. Nhưng mà đây là chủ đề sách thì đây là cuốn sách lần đầu tiên anh gặp. Dạ. Cảm ơn em. Mời hai bạn về chỗ ngồi. Hai bạn này nói chuyện với nhau hợp đấy, tôi thấy rất thích. Em muốn là người nói trước hay em muốn anh là người hỏi em trước? Dạ em hỏi anh trước ạ. Anh hy vọng điều gì nhất ở người phụ nữ trong tương lai của anh? Người phụ nữ anh cần trong tương lai là anh không có muốn họ thiên nhiều quá về công việc. Thì họ có quyền lựa chọn cái công việc thích của mình, nhưng mà đừng vì nó mà đánh đổi gia đình. Em không biết nấu ăn đúng không? Anh biết một chút, nhưng mà anh có kế hoạch là tương lai sẽ đi học nấu ăn. Nếu em thích thì tụi mình sẽ đi học để em biết cách nấu ăn. Đó là cái hình mẫu người phụ nữ mà anh mong cầu. Thì anh cảm nhận em khá nữ tính. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ vâng. Dạ, câu hỏi thứ hai của em là anh nghĩ là anh có thể mang lại điều gì cho người phụ nữ trong tương lai của anh? Sự an toàn. Dạ, và một câu hỏi cuối nữa thôi là cả anh và em đều là con một, thì anh nghĩ sao về vấn đề này? Con một hay là con thứ hai gì đó, thực ra nó chỉ là con số thôi mà, đúng không? Nó đâu có quyết định cái cách sống của mỗi người đâu. Con một đôi lúc cũng có cái hay của con một, nhưng mà con thứ hai thì cũng có cái hay riêng của con nó. Quan trọng là người ta biết tận dụng cái vị thế của mình như thế nào thôi. Bởi vì anh là con một, không, anh biết chắc là không có ai mà hả có thể hướng dẫn mình hay là chỉ mình ở chỗ đó không đúng này nọ vân. Cho nên tất cả mọi thứ anh đều phải tự làm. Quan điểm của anh cũng giống với quan điểm của em, là ngay từ lúc nhỏ em cũng suy nghĩ mình là con một, là niềm tin duy nhất của gia đình, cho nên mình phải cố gắng hết sức. Mỗi bạn là con một, cái khó nhất thế này ai sẽ theo ai? Đúng rồi. Cần Thơ anh nhớ không làm thì cách Sài Gòn 3 tiếng đúng không em? Dạ. 3 tiếng chạy xe. Sắp tới có đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi có 2 tiếng thôi. Thì anh không có ngại từ thành phố Sài Gòn xuống là bao xa.
anh có thể xuống dưới đó chơi với em. Công việc của anh nó không có quá gò bó về thời gian, bởi vì anh kinh doanh thì anh có thể sắp xếp thời gian được. Hai đứa tiến xa hơn thì em có chấp nhận về Cần Thơ ở dưới lập nghiệp hay không? Đúng hay rồi. Là bạn gái sẽ theo em lập nghiệp? Cái này mới là cái quan trọng. Sài Gòn thì nó tấp nập nhưng mà mọi thứ đều có, còn Cần Thơ thì nó là quê, có thể nó yên tĩnh hơn. Vậy em muốn sống ở đâu? Ai nói em Cần Thơ là quê? Cần Thơ bây giờ cũng dữ dội lắm em. Xuống như mua đất rồi là biết, còn mắc hơn đất thành phố luôn đó em. Bây giờ mình quan điểm là gì? Nói cho nhau biết luôn. Anh muốn lập nghiệp ở Sài Gòn thì tại vì mọi thứ ở Sài Gòn nó hỗ trợ tốt cho cái công việc và sự nghiệp của mình. Còn em? Đối với em thì nơi nào có tình yêu thì em sẽ đến nơi đó thôi. Trời ơi, cảm ơn em. Con một mà bỏ ba mẹ đi luôn cái tình yêu đó chứ. À dạ, mẹ con có nói với con như vậy. À mẹ con cho mẹ em con đồng ý luôn. Mẹ thiệt tốt rồi nha, vì tình yêu hy sinh cho con luôn đúng không? Thiệt bà mẹ tốt. Còn nếu mà thật sự em muốn ở Cần Thơ để mà em có thể tiếp tục công việc của em á thì anh vẫn có thể điều chỉnh được, bởi vì công việc của anh nó không phải là cố định một nơi, nó công việc của anh là kinh doanh và đầu tư về một cái lĩnh vực nào đó thôi, thì nó có thể di chuyển được. Em muốn có thể làm cô giáo với anh vẫn có thể xuống. Chính xác, đúng anh không? Cho em quyền lựa chọn. Hay quá vậy ta. Hay quá. Rồi, hết thời gian. Thời gian trò chuyện của hai bạn đã hết ha. Hãy trân trọng nút bấm và có trách nhiệm với nó. Bắt đầu. 3, 2, 1. Hết thời gian. Wow. Ôi. Chúc mừng. Chúc mừng em. Đây quà của bạn trai này. Nào, nắm tay nhau đi nào. Con xin nói vài lời với bác là hôm nay tụi con quyết định hẹn hò với nhau, thì bây giờ, bắt đầu từ bây giờ thực tế tương lai sau này bác có thể yên tâm để con gái của bác con có thể chăm sóc thầy bác. Bác đồng ý cho hai con tìm hiểu nhau. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Theo quy định chương trình vậy con cũng xin phép bác là con có lấy hôn con gái bác không ạ? Bác cho phép rồi, cứ tới đi cưng. Rồi, chúc mừng các bạn, chúng ta thật sự là đã hẹn hò với nhau. Dạ vâng, cảm ơn anh Duyên Linh và chị Nam Thư. Cảm ơn cưng đã tới tham gia chương trình. Nắm cảm chặt ơn tay các bạn nhau, đừng buông tay ra nha. Để ủng hộ tinh thần cho Hùng thì hôm nay cả công ty luôn đi để ủng hộ cho bạn Hùng. Trời ơi, cả công ty luôn hả? Dạ vâng. Không gia trưởng, hiền tí để có em ăn hiếp. Hả? Hiền để ăn hiếp? Chưa gì bảo tính chị ăn hiếp người ta rồi. Nếu mà gặp trai đẹp thì em có. Rồi gặp trai đẹp ai cũng có, hiểu không? Ừ. Còn nghiệp không? Mời đàn trai ra trước nào. Wow. Chào em đàn trai, ngồi đi em. Rồi, đàn trai xuất hiện rồi hen. Mời xin mời gái. Bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào em, chị Nam Thư cùng bạn gái phía bên kia, cùng quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Minh Hùng, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Bình Phước, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp anh. Làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên môi trường. Bây giờ mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chị Nam Thư. Chào cưng. Và chào bạn trai bên đó và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Tuyết Như. Năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là nhân viên cầm tang của nệm cưng cưng. Quê là ở đâu em? Dạ, gốc là ở Nghệ An, còn sinh ra thì ở Bình Phước anh. Bình Phước luôn? Dạ. Rồi, dễ thương quá. Bây giờ là hai bạn còn rất là trẻ, mới 26 tuổi, cùng tuổi luôn á. Dạ. Ha? Hôm nay hy vọng là các bạn sẽ cùng kết nối với nhau để tiến hơi xa hơn ha. Bạn trai, dạ. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là chu đáo, nhiệt tình, tỉ mỉ. Bên cạnh đó em cũng có nhược điểm xíu, đó là không biết nấu ăn. Mà lâu lâu thì cũng hơi làm biếng chút. Hơi lâu lâu cũng hơi làm biếng, không biết nấu ăn sao. Dạ. Lúc mình nấu thì mình quen thôi. Dạ. Rồi bạn gái. Dạ thì em có ưu điểm là cũng vui vẻ, hòa đồng. Rồi hơi tăng động tí. Sao tăng động nó vui mà em, cuộc sống mà đôi khi phải tăng động xíu cho nó quên đi. Dạ. Những cái mệt nhọc muộn phiền trong cuộc sống em ha. Dạ. Nhưng đừng tăng động từ sáng đến chiều là được rồi. Tăng động quá không được anh. Với lại là anh bên kia thì không biết nấu ăn nhưng mà em biết nấu ăn. Dạ. Giỏi. Em nấu món gì ngon nhất?
Dạ, mấy món bình thường thôi anh. Kho cá hoặc là kho thịt, nói chung là mấy món kho. Nấu canh thì có thể là canh chua, canh rau ngót nấu với thịt. Ủa, vậy tính ra biết nấu cũng nhiều mà, kho cá. Trời ơi, giờ dễ muốn nấu ăn lên Google, khó là nấu được luôn. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình của mình đi em trai. Dạ, em có hai mối tình rồi. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? 3 năm. 3 năm, thì sao chia tay? Lúc đó em cũng mới ra trường thì em cũng tập trung vào công việc, với lại cũng dành nhiều thời gian để đi học lên cao học nên cũng ít thời gian quan tâm tới Tức là chưa có thời gian quan tâm, tập trung vào sự nghiệp trước. Em học cao học xong chưa? Dạ, còn 1 năm nữa xong. 1 năm mới xong cao học hả? Chúc mừng nha, dạ, giỏi đó. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho mối tình mới và đi đến gọi là kết hôn chưa? Dạ rồi. Rồi đó, là gái nhà ha. Như em sao? Tình yêu sao nè? Chưa có mảnh tình nào vết vai hết chị. Trời chưa ơi. Chưa yêu ai lần nào? Dạ. Nắm tay ai chưa? Nắm thì mấy event hay chơi trò chơi thì có nắm chứ chị. Không, mình đâu tính vậy được. Em có thích ai không? Hay có crush hay là tình đơn phương gì không? Không chị. Không luôn? Dạ. Không có tình đơn phương luôn? Dạ không. Vậy là chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Dạ. Tức là trước giờ chưa có cảm xúc lung lay gì với trước ai luôn? Dạ chưa, nếu mà gặp trai đẹp thì em có. Rồi gặp trai đẹp ai cũng có, hiểu không? Ừ, còn nghiệp không? Em thế nào là trai đẹp em? Cỡ Lee Min Ho hay là Noo Phước Thịnh? Trời ơi, cái đó là cực phẩm luôn rồi em. Ví dụ tiêu chuẩn Anh Quyền Linh thì em nghĩ đẹp không? Ừ, chắc cũng được á chị. Nói chưa, Linh hồi trẻ Linh soái ca lắm luôn á. Quá lứa lỡ thì rồi. Rồi để coi chàng trai nè. Thôi đẹp trai giống như cũng hô hô, ý là Lee Min Ho gì chứ bộ giỡn à. Ôi giống Lương Thế Thành nè. Đúng rồi, mặt giống Lương Thế Thành. Để tóc cũng giống nữa, trắng lên nữa là giống. Ôi có cái mũi đẹp quá, cái mũi chất lượng dễ sợ. Cảm ơn chị. Ừ, cái sói ca này cũng cỡ sói ly sói ấy lên chứ đừng giỡn. Vậy là đã từng có một mối tình đúng không? Dạ. Yeah. Vậy là chắc nắm tay yêu đương rồi không thích là có hết rồi, có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm sẽ chỉ cho bên kia. Đúng rồi, chứ bên đàn gái nhà chị là chưa có kinh nghiệm gì hết. Dạ. Yeah. Sau đó là mình không có say nắng hay là cảm thấy thích ai nữa hay sao? Dạ đúng rồi chị, thì sau đó thì em đến nay cũng chưa quen ai, nói chung là cũng sợ quen một ai đó thì sẽ không đến được với nhau, lại đổ vỡ một lần nữa thì cũng sợ. Tập trung vô học cao học. Yeah. Em học cao học, em ngành gì? Học ngành gì? Dạ, yeah, quản lý tài nguyên môi trường. Bảo vệ tài nguyên môi trường đó, quản lý luôn. Tốt đó. Khoảng bao lâu nữa là em phải bảo vệ luận án của em? Dạ, khoảng 1 năm nữa chị. Ồ, nếu 1 năm nữa tập trung học hành rồi yêu đương rồi học được không? Có chắc tình yêu sắp xếp được chị ạ. Chị rất là cảm tình với gương mặt của em. Em nói chuyện cũng hết sức là hiền nữa. Chị là chịu rồi đó. Cảm ơn chị. Thằng trai người ta ngon lành, dễ thương. Lee Min Ho nó nói chứ nó dễ thương lắm á, nhìn cái mặt có rất hoa hậu luôn. Cần. Nãy giờ nhớ tên không vậy? Trời ơi. Gì? Không, má không nhớ tên. Em có nhớ tên đàn gái không? Tên gì? Tuyết Như rồi. Nói lớn đàn trai cho bên nó nghe lại coi. Dạ, em tên là Trịnh Minh Hùng. Thấy chưa? Hùng. Dạ. Bên đây Hùng, bên kia Như. Như Hùng. Trời ơi, tên hay. Thằng gái quê Bình Phước hả? Dạ. Rồi, quê huyện nào? Dạ, thị xã Bình Long. Thị xã Bình Long. Dạ. À, bên đây Bình Phước ở đâu? Em ở huyện Hớn Quản. Gần không? Dạ gần anh. Sát bên ha. Dạ. Vậy là hợp lý rồi. Em muốn mẫu hình lý tưởng của bạn trai như thế nào? Ưa nhìn cao hơn em một cái đầu, không gia trưởng. Hiền tí để có em ăn hiếp. Hả? Hiền để ăn hiếp. Chưa gì mà tính chị ăn hiếp người ta rồi. Đây dễ thương lắm. Được không em? Dạ này. Được. Hiền khô hỏi gì cũng gật đầu hết trơn. Em bị dị ứng với thuốc lá nên bên này chắc không hút rồi, nhìn cái mặt biết không hút thuốc rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hút thuốc cái răng đen thùi lôi à. Này răng trắng tươi à. À với không nhậu, nghiền nhậu á. Đây không có nhậu. Có say. Nhìn mặt á là rất là tươi tỉnh, còn nhậu mặt lờ đờ. Có nhậu không? Dạ không. Thấy chưa? Chỉ có là lúc mà đối tác hay là bạn bè cũng nên uống 1-2 ly. Nhưng mà nếu có say thì phải say ngoan. Đã say mà còn say ngoan nữa. Say là về ngủ rồi đúng không? Đừng quậy đúng không? Dạ đúng rồi. Khó lắm. Say khó kiềm chế lắm. Rồi anh thấy đàn gái cũng dễ thương, xinh xắn. Đàn trai cũng hot boy. Hình mẫu lý tưởng cưng muốn là sao nè? Mắt da trắng, cao thì cũng tầm 1m55 trở lên. Cũng biết nấu ăn, tóc thì có thể nhuộm mà không nhuộm cũng được, nhưng mà là không được xăm mình. Ta xăm chơi chơi chút, ví dụ xăm ngay trán, hận đời thì kia là được không? Dạ, không được. Bất kỳ luôn, hình xăm nhỏ nhỏ cũng không được luôn hả? Xăm ví dụ xăm họa tiết, nó nhỏ nhỏ. Họa tiết nhỏ nhỏ, tên, thì được đúng không? Chứ mà xăm
có gì đâu, mốt về lỡ hai đứa thành đôi về xăm tên nhau. Rồi tên tay này kia dễ thương mà không? Đừng có xăm hận đời ngay trán. Anh thấy bên kia cũng ổn á, coi coi gia đình hai bên có ý kiến gì không? Như, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba, cùng với ba người bạn đồng nghiệp của em. Dạ, con chào bác, con chào ba của bé Như. Rồi, xin chào, dạ, chào trai, hai bạn đồng gái. Nghiệp. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Thì, tôi là ba của Như. Dạ. Như thì suốt đời là hẳn chỉ có ăn học thôi, tập trung ăn học chứ không chơi. Không chơi bởi chi? Nó siêng lắm, nó siêng học, nó cùng định học đến cao học tôi cũng cho. Dạ. Cho nên nó cuối cùng nó không học, nó tính là nhút nhát. Cho nên hẳn là coi như ba mẹ là dù thì thôi, yêu đứa nào đó yêu đứa mà coi như là thành vợ thành chồng đi, mà nó nhút nhát nó không yêu ai cả. Yeah. Nó cứ là đời đáng chừ mà có cái chương trình hẹn hò này có thể hợp được cái mai mối anh Quyền Linh với Nam Thư là coi như là nếu mà mai mối được thì tôi này là rất gạt luôn. Tôi thấy đấy là coi như cũng về phía là thằng rể tương lai rồi. Là rất đẹp tốt coi như được. Trời ơi, chiêu. Hay quá. À, cảm ơn. Cuối cùng là xin là chào MC Quyền Linh về là Nam Thư. Dạ. Và toàn tất cả là trong là coi như hôn trường trong là coi như là Khảng Phong. Chương trình hôm nay. Dạ. Là coi như sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. À, cảm ơn gia đình mình. Nhưng mà em tới với chương trình này á là ai em tự đăng ký hay là người thân mình đăng ký cho mình tham gia? Dạ mẹ em bắt em đăng ký. Mẹ kêu là ế lắm rồi, cỡ độ tuổi của mẹ là có chắc hết rồi. Mẹ nôn đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ bắt đăng ký. Bởi vì mẹ nó là không thể đi được mà tôi phải đi để nhìn thằng lề tương lai. Đó. Dạ. Dạ cảm ơn bác. Rồi mời đàn trai. Dạ xin kính chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tôi tên là Phạm Mai Duy Thông, hiện đang là phó giám đốc chỗ công ty Hùng đang làm. Để ủng hộ tinh thần cho Hùng thì hôm nay cả công ty luôn đi để ủng hộ cho bạn Hùng. Trời ơi, cả công ty luôn hả? Dạ vâng. Chia sẻ với lời bạn nữ luôn á là Hùng có rất nhiều tài lẻ. Những cái tiêu chuẩn mà em đặt ra thì Hùng có đầy đủ hết. Anh nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cái cơ hội thì chúng ta có một cái duyên để tiến tới cái con đường dài hơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bạn. Chà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuẩn bị tâm lý nha Hùng nha. Gặp bên đàn gái. Bắt đầu đi Hùng. Gặp mặt, anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Bên kia có quà tặng lại kìa. Đây đây. Lợi nhận đây. Đi, lợi nhận quà. Kìa, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Hai đứa nó rụt rè quá trời quá đất luôn rồi đó. Rồi, mình ngồi mình nhìn thẳng vô nhau nè. Thấy người đối diện sao không trai Hùng? Dạ, thấy bạn cũng cao ráo, dễ thương. Dạ, sao? Em cũng hơi run. Như thấy Hùng sao? Dạ thấy ơn nhìn cũng cao. Với lại lại sao? Em hơi run tí. Hơi run đúng không? Gặp trai rồi run á. Nè có món quà tặng trời đẹp quá. Để ly minh hu hay gì ai nè. Hô hô. Biren. Biren hả? Dạ. Biren với ai vậy? Biren với Kim Tae Hy. Kim Tae Hy. Hả? Kiki hả? Trời ta nữ minh tinh Kim Tae Hy qua anh Linh thành Kiki chán ghê luôn á. Nghe thông thường từ Kiki. À hình này đẹp quá nè thấy không? Trời ơi cái này mà để hình hai đứa lên đẹp lắm nè. Em tặng này có ý nghĩa gì không vậy Như? Nếu mà hai đứa hợp nhau á thì cùng nhau xây một gia đình hạnh phúc. Còn nếu mà lỡ may mà thôi khỏi, đoạn đó phải nói. Mai, đừng em đừng. Đoạn đầu thôi. Đoạn đó không có lỡ mai, mình đừng nói xui ha. Rồi. À, cho mình hỏi là mày có quan anh em đi trời. Cho anh hỏi. Cho anh hỏi là em có quan trọng vấn đề là anh đã từng quen hai người trước đó hay không? Dạ không anh. Em thì không chưa quen ai hết nên trong tình yêu cũng không có biết gì á. Thì nếu anh trải qua rồi thì có thể chỉ em được. Trời ơi. Ngọt ngào quá trời luôn. Bây giờ là mới gặp lần đầu tiên còn ngại ngùng ha. Bây giờ mình hát cho nhau nghe. Đúng đi rồi. Cho nó thoải mái đi. Ai không? Như chưa từng có những phút lìa xa. Dấu gương mặt trên vai anh khóc hòa.
Nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Hay quá. Hả? Tên gái đi. Em xin giả giọng một giọng thôi nha. Mẹ ơi mẹ, con thương mẹ lắm, mẹ đừng có bỏ con mà. Chị A Tuệ ơi, chị A Thể, chị đừng có bỏ em. Em thương chị lắm. Bà đừng có, bà đừng đuổi chị A Thể đi mà bà. Trời ơi, dễ thương. Mai mốt mà nó đi làm về á, nó mệt á. Anh đừng có bỏ em, anh ơi, nấu cơm em ăn. Làm mệt lắm á nha. Còn giọng nào nó làm luôn đi. Thôi cho em hát. Rồi hát đi cưng. Ôi tuổi xuân mộng mơ, tháng năm danh dương mong chờ. Hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thành hôn. Tiếng đưa xuyến sao tâm hồn buồn, vàng vào nhớ thương nào dời. Rồi, được rồi. Hay quá. Cái hai đứa là về tập hát được rồi đó. Không, tại sao hồi nãy em lại hỏi Như cái về vấn đề người yêu cũ bị... có vấn vương gì không? Dạ không, bởi vì thì em sợ là ví dụ như là quen người mới thì mình có quá khứ đã từng quen người trước rồi thì sẽ là bạn đó có thể là ngại. Nhưng mà khi mà có bạn gái mới, những cái gì đó chúng ta phải xóa đi, chúng ta phải cho nó lui về ký ức nha. Ừ, vậy nếu mà đã quên người cũ đúng không? Đã quên cũng lâu rồi, lý do gì vẫn để avatar người yêu cũ trên Facebook? Thì em nghĩ đó là những kỷ niệm của mình thì mình không có quan trọng vấn đề đó thì mình không. Nhưng lúc đó chưa có bạn gái. Dạ. Nhưng nếu sau chương trình này về thì sao? Dạ. Chắc là em sẽ thay đổi. Đúng rồi. Rồi còn em? Em nghĩ như thế nào? Ví dụ như là bây giờ ảnh hết yêu, chia tay rồi, nhưng mà ảnh vẫn còn giữ hình người yêu cũ vậy thì em thấy làm sao? Quan điểm của em là phải rõ ràng. Chia tay rồi á thì nên chấm dứt, coi nhau là bạn thì lâu lâu có thể gặp mặt, nhưng mà cũng phải nói với em tiếng. Dạ. Còn cái gì về mà hình ảnh cũ là nên xóa nhòa đúng không? Dạ. Cũ là cũ, mới là mới ha. Dạ. Tại sao Thư lại hỏi kỹ như vậy? Vì dù sao Như cũng chưa bao giờ bước vào tình yêu, như nói rồi rất là dễ thương. Em chưa biết gì về tình yêu, có gì anh chỉ em thêm. Thì cái cảm xúc của cô gái này rất là còn nguyên vẹn, rất là dễ mong manh, rất là dễ đổ vỡ, rất là dễ bị tác động nhiều thứ. Nên mình thật sự phải khéo léo một tí nha. Và phải đâu, chắc là lúc đó chưa có lên gặp cô này. Nhưng mà sao chắc chắn sao gặp cô này thì không có hình gì nữa trơn á. Để hình tôi với lại Nam vậy Thư. Vậy còn anh? Nhưng này, ví dụ anh hết yêu, anh có để hình yêu với cũ anh không? Không, dễ dám. Thiệt, em mà hết yêu là em vẫn để hình người yêu cũ. Mà xong em Photoshop em gắn thêm con dao vô nữa, hiểu không? Ghê quá. Rồi thôi bây giờ hai bạn mình nói về cảm xúc của nhau đi, mình tính về chuyện tương lai rồi mình hẹn hò như thế nào. Khi mà xác định được một mối quan hệ là em sẽ xác định đến cuối cùng luôn. Em thì tính hơi con nít tí xíu, lâu lâu thì cũng hơi bị tăng động tí, nên mà nếu có lúc nào mà em có tăng động quá thì nếu mà mình có quen nhau á thì em hy vọng là người yêu của em sẽ kìm em lại. Với lại là em cũng không có biết nhậu á. Mà nếu mà có lỡ mà có uống 1-2 ly á thì em hơi kiểu như là khóc, tự nhiên khóc hay là đứng ở đâu đó hát á. Thì em cũng mong là nếu người yêu mới của em sau này á kìm em lại. Nếu như hai đứa mình mà có cơ hội mà đến được với nhau thì mình sẽ cố gắng thực hiện những mong muốn của bạn. Qua chương trình này em cũng có cơ hội được gặp em thì anh cảm nhận em cũng là một con gái rất là dễ thương, xinh xắn. Thì qua ít phút của chương trình này thì anh nghĩ là cũng mình chưa có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ, thì nếu như có cơ hội thì sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Em thấy anh phù hợp với mấy tiêu chí của em á. Với lại là em cũng muốn sau chương trình này cũng có cơ hội để gặp anh tìm hiểu. Hay quá, hết thời gian. Hết thời gian nha. Hãy để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy kiểm tra lại con tim mình một lần nữa. Nếu rung động
và biết rằng mình sẽ chịu trách nhiệm vì điều đó. Mình hãy bấm. 3 2 1 Hết thời gian. Sao xanh lè vậy? Sao xanh lè vậy? Hả? Hồi hộp quá vậy? Rồi, hết thời gian rồi. Sao vậy Hùng? Em cảm thấy con tim mình nó chưa có rung động. Hùng chưa rung động? Dạ. Còn Như sao Như? Dạ, em cũng thấy chưa có rung động. Rồi hai bạn nói tôi cứ tưởng đâu bấm hết á. Thật sự... Em bị bàng hoàng. Anh cũng bất ngờ, anh nghĩ là kỹ thuật không có được thôi. Cuối cùng thì hai bạn đều quyết định là không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái quyết định của các bạn. Dạ. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn các bạn, bởi vì các bạn vẫn thành thật với lại cảm xúc của mình. Chính xác như khi vậy. Mình đứng ở đây, xin gửi tặng cho các bạn. Đây là phần quà tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Vẫn là những cái kỷ niệm của các bạn, hãy giữ lấy để chúng ta nhớ một ngày nào đó chúng ta đã tham gia bạn muốn hẹn hò. Khung hình này không gắn được hai đứa rồi, vậy thì có thể gắn một người khác. Giữ lấy làm kỷ niệm Hùng nhé. Yeah. Hy vọng là một ngày nào đó các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ, thôi. Cảm ơn Hùng. Dạ, cảm ơn. Và em. Ây da. Thật là buồn. Hôm nay là một ngày không đẹp lắm. Hai cái vé xem phim vẫn còn đó. Câu chuyện tình yêu chưa viết hết. Nó vẫn còn dang dở. Như thế mới là tình yêu. Như thế mới là cuộc sống. Đâu phải bạn hẹn hò lúc nào cũng có thể mai mối thành công đâu. Tùy vào duyên phận. Như vậy mới là thật sự là cái tính thực tế của bạn muốn hẹn hò. Những người mà có cái trái tim có sức ấm, ý em á là em thiên về lựa chọn về cái tâm hồn của ảnh. Do em có học võ từ nhỏ nên là em có thể là khi ngủ nha, cái tư thế của em nó hơi kỳ nha anh. Cái này nguy hiểm nha. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đây, chào bạn. Và xin mời bạn nữ. Trời ơi, xinh xắn quá. Thôi, mời ngồi. Bây giờ, đàn trai mình giới thiệu cho đàn gái nghe đi. Dạ, mình tên là Nguyễn Duy Phương. Năm nay là mình 30 tuổi. Sinh ra ở vùng đất Long An. Và đang sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Làm ở quận mấy thành phố Hồ Chí Minh? Mình đang công tác tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Biên Hòa. Duy Phương làm nghề gì? Mình làm bên ngành xây dựng. Mình làm bên mảng kỹ sư an toàn. Kỹ sư an toàn. Rồi, Duy Phương làm kỹ sư, mời bạn gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào khán giả trường quay cũng như khán giả truyền hình ạ. Em là Nguyễn Thị Lan Anh. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại em đang sống và làm việc ở quận 7. Lan Anh làm gì quận 7 Lan Anh? Dạ, em là kế toán văn phòng ạ. Kế toán văn phòng, một bên là kỹ sư. Bây giờ mình cho biết một ít cái khuyết điểm và ưu điểm của mình đi Lan Anh. Về cái ưu điểm của em á, là người biết lắng nghe. Em thích chơi thể thao. Chơi thể thao khá tốt. Và khiêu vũ, nhảy múa. Khiêu vũ, dạ. Nhảy múa. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em dễ khóc ạ. Nhiều khi em ngồi em suy nghĩ rồi tự nhiên em cũng khóc nữa. Vậy là một chiếc lá vàng rơi cũng làm em rơi lệ đúng không? Em còn một khuyết điểm nữa là khi em làm việc á thì có thể em quên mọi thứ, có thể em bỏ bê luôn cả bạn trai đó. Là khuyết điểm của em. Rồi còn bạn trai, ưu điểm và khuyết điểm của mình là gì ha? Ưu điểm của mình thì là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, cũng biết chút đỉnh về công việc nấu ăn. Nói chung là cuộc sống mình là cuộc sống tự lập. Này cũng sống xa gia đình này cũng hơn 10 năm rồi. Thôi bây giờ mình chia sẻ một chút cái đường tình duyên của mình lận đận sao đó. Trước khi mình chia sẻ thì mình muốn hát tặng một bài hát nói về Long An tôi yêu. Một bài hát được mang tên là Dòng Sông Quê Em. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê đẹp ánh trăng ngà, nghe câu hát xa xa lòng anh chành nhớ. Ơi dàm cỏ đông, ơi hỡi dòng sông, nước xanh biên biết chẳng đổi thay dòng,
đuổi pháp đi rồi nay đuổi mấy xâm lăng, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong. Hay thôi vô đó được rồi, bây giờ là bạn gà nữ đúng rồi, có thể hát đáp một bài nào đó cho nó vui không nào? Em sẽ hát bài bài bùa yêu. Bùa yêu dạ. Có nhảy không? Dạ có ạ. À thôi thế này nè, vậy thôi chút xíu đi. Mở rào đi. Chút xíu mở rào, em hát em nhảy để giao lưu với đối phương ha. Đúng rồi. Vậy đi. Bây giờ mình em nói về một tí xíu về cái tình trường của mình. Đúng đi rồi. Dạ. Yêu đương sao nè? Dạ em có một mối tình chính thức đã qua rồi cách đây 4-5 năm rồi. 4-5 năm. Dạ. Hồi đó là sinh viên, em và bạn trai cũ có yêu nhau được 2 năm. Thì trong 2 năm đó thì em cũng nhận ra một điều là bạn trai cũ của em vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ của bạn của ảnh. Dạ. Thế là chia tay. Dạ, vậy là em quyết định ra đi. Từ đó đến nay thì em vẫn chưa có một mối tình nào. Mấy năm rồi? Dạ, 5 năm ạ. 5 năm rồi. Dạ. Bây giờ quan trọng là đàn trai nè, có mấy mối tình? Ý. Chào anh. Có mấy mối tình rồi, kể cho chị Nam Thư nghe đi. Chào chị Nam Thư, em thì có một mối tình cách nay cũng khoảng 6 năm rồi. 6 năm rồi. Mối tình nó dài không? Cũng dài. Dài mấy năm? Cũng 4 năm. Ồ. À, rồi sao chia tay? Chung là do cái khoảng cách công việc, mỗi người có một công việc riêng. Thứ hai nữa là trước là mình làm công ty bên về lắp dựng, đi công trình có thể vài tháng ở Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó, thì khoảng cách nó xa vậy. Nên bây giờ mình nếu mình có người yêu mới thì mình có đi xa vậy hoài nữa không, cách lòng nữa không? Nhìn hiện tại là mình cũng đang làm tại thành phố Biên Hòa, thì khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa cũng rất là gần. Bây giờ hình mẫu chi tiết của bạn á, về một cô gái mà mình thực sự mơ ước hoặc mong muốn là gì? Là mình thích là người phụ nữ truyền thống, một cái nóc tóc dài, mặt tròn tròn, người vui vẻ, biết chia sẻ, người hiểu, nói chung là hiểu tâm lý. Thích cô gái vui vẻ ha. Hồi mở màn lên cổ sẽ hát bùa yêu thử xem vui vẻ không. Em nãy giờ em nghe rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em nói cho bên kia biết là cái hình mẫu mà một người đàn ông em mong muốn là như thế nào? Dạ. Cái hình mẫu người đàn ông em mong muốn là em không có đặt vấn đề nhiều về ngoại hình, chỉ cần cao trên vết sơ lông. Dạ, ngoại hình ưa nhìn xuống là được. Nhưng mà cái điều em quan tâm về người đàn ông của em là cái người mà có cái trái tim, có sức ấm. Ý em á là em thiên về lựa chọn về cái tâm hồn của ảnh. Đàn gái cũng dễ thương, đàn trai cũng chững chạc. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao. Đúng rồi, Lan Anh, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Dạ, hôm nay em đến với chị gái họ của em ạ, là chị Lý. Dạ, anh chào chị. Xin chào anh Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Chào chị. Chị thấy sao? Bên đàn trai sao? Điều đầu tiên nhìn là chị cảm thấy rất là khỏe mạnh và cũng được. Chị thấy tính này nãy giờ nó qua nó lại có hợp với em gái chị không? Chị thấy cũng tạm ổn. Hy vọng là hai người sẽ kết duyên được với nhau. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì và một người em gái. Dạ. Rồi dì cũng như mẹ ha. Thôi chào dì. Chào Quyền Linh và Nam Thư và khán giả trong khán phòng. Thấy em bên đây thấy được á, dễ thương. Mong là hai đứa cho nhau cơ hội. Em gái thấy sao? Dạ xin chào hai MC của chương trình và xin chào tất cả mọi người. Chị gái rất là dễ thương. Thì đến với chương trình này thì đã là cái duyên rồi. Thì mong hai anh chị sẽ trao nhau cơ hội. Sau chương trình này sẽ là hẹn hò. Đó là ý kiến người thân. Còn quan trọng là hai bạn gặp nhau trò chuyện để xem mình có duyên có phận với nhau hay không nha. Mở rào. Đàn gái dễ thương lắm đó, chinh phục đi em. Đó, đó, nhảy luôn nè. Rồi ngồi xuống các bạn. Bùa yêu sao? Bùa yêu liền. Bùa yêu nè. Có thể nhảy luôn. Thank you.
quá, xuất sắc. Hai bạn trai bối rối, choáng ngợp đúng không? Bắt đầu thầy. Đến với chương trình thì mình có một cái quà gửi tặng bạn. Chúc bạn thật là hạnh phúc. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là cuốn sách mà em đã lựa chọn. Nó có tựa đề là Hạnh phúc là do bạn lựa chọn. Với cái thông điệp em đưa ra đây gửi cho anh là em mong anh sẽ tìm được cái hạnh phúc cho mình. Dù có thể là em hoặc không phải là em thì vẫn mong anh tìm được hạnh phúc cho mình. Cảm ơn bạn. Trên cái bó hoa mình có một cái thiệp. Dạ. Cái này là cái cành 2 mét mình thắt. Nhưng mà do thời gian gấp rút quá mình không có làm kịp này gửi tặng. Cái này mình hẹn cái một dịp nào đó gần nhất mình sẽ gửi tặng riêng cho bạn cái này. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ bắt đầu mình cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình nhìn bạn thì mình thấy cảm giác rất là hồi hộp. Một cái gì đó gọi là sâu xuyến tâm lo trong tâm hồn. Còn về em chia sẻ một xíu nha. Cái lúc mà cái rào kéo ra, em thật sự là có sự bối rối. Khi em nhìn thấy anh lúc đầu em cảm giác nó ngoài sức tưởng tượng của em. Hãy nói cho nhau nghe về những tật xấu của mình cho hai bên hiểu luôn. Điểm xấu của em nữa là do em có học võ từ nhỏ nên là em có thể là khi ngủ nha, cái tư thế của em nó hơi kỳ nha anh. Cái này nguy hiểm nha. Lỡ mà có nhậu sai cũng hơi rắc rối. Rồi bạn nam, khi bạn gái mình xinh quá như thế này á thì cảm xúc của mình có lo lắng không? Nói chung ai trong người đều có một cái máu ghen cả. Cái ghen là một cái nghệ thuật. Ghen để làm cách nào mà cái phản ứng của mình mà làm người ta vui và giữ được người đó, chứ không ta không phải dùng ghen một cái gọi là bức xúc bột chột để làm rạn đứt cái tình cảm đó. Trước khi bấm nút thì hai bạn có thể cùng nhau nhảy một bởi vì bạn nữ rất là yêu thích khiêu vũ, nhảy múa. Đúng rồi, anh có thể khiêu vũ cùng em một vài bước, không cần nhiều đâu. Mình thì tham gia thì được, nhưng mà cái này khiêu vũ mình không biết, ngàn chỉ thì mình làm được. Sao, em dìu ảnh đi được mà đúng không? Được, cứ được, cái này được, cứ nhạc lên là nhảy. Rồi, tay đặt sao? Chỉ bằng tay, để tay đi. Anh phải để tay em. Dạ. Cho em xin cái tay bên kia đưa lên giống em. Vô. Đi. Anh bước lùi em bước tiến nha. 1 chập. 2 chập. Lùi lùi, anh tiến em lùi. 3 4. Dạ, rồi cảm ơn anh. Dễ thương. Rồi. Rồi chuẩn bị bấm nút thôi. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Từ nãy tới giờ chúng ta trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau thì Thư nghĩ là các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Các bạn hãy cứ thành thật với con tim mình. Nếu thực sự đó là một nửa mình tìm kiếm thì chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không bấm nút thì không sao cả. Chúng ta sẽ nhường cái cơ hội của mỗi người lại cho những người khác. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng thì bấm, không đúng không cần bấm. Và 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em nghĩ là cái rung động bắt đầu, lúc ban đầu rất là quan trọng. Thì em cũng có cái sự cảm mến anh lúc đầu. Nhưng mà để cái trái tim em có sự rung động á, thì em nghĩ là em chưa đạt đến mức đó, với cả là không biết gì. Không sao cả. Nói chung là bạn đang sống rất thật với cái sự rung động của con tim mình, có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Chúng tôi rất là trân trọng điều đó. Bạn trai có thể nói một cảm xúc của mình trong lúc này với bạn gái. Nói chung là cảm ơn. Em cũng rất vui được biết anh. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta có thể là bạn với nhau. Đúng không rồi. Sao cả. Món quà của bạn gái hay giữ lấy làm kỷ niệm. Bó hoa kia của chàng trai tặng đó, giữ lấy, mình làm một ký ức rất là đẹp trong cuộc sống này. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Mời Lan Anh. Rồi. Nhìn anh giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao 1m89 nữa. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế.
anh có thể thay đổi công việc không anh? Khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả. Còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Đấy, bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn tụi mình là đây chứ. Nam Thư, Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình rất quen thuộc, đó là Bạn Muốn Hẹn Hò. Với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Trước khi vào chương trình thì Quỳ Linh xin thông báo tin vui. Đó là cặp đôi Tuấn Anh và Vũ Thị Duyên đã đăng ký kết hôn với nhau. Nam Thư có biết rằng là cái cặp đó thế này nó dễ thương lắm. Dạ. Bạn nó chạy rap. Ha. Còn bạn bạn gái á, thì bạn ấy có một cái lẵng hoa bằng rau đó tặng cho bạn trai rất là dễ thương. Đây là cái xe mô hình. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ, tặng chiếc xe ý nghĩa gì em trai? Em làm công việc lái xe á chị. Rồi các loài hoa nè. Em vẫn chưa tìm ra cái ý nghĩa. Lấy cổ về chỉ ăn rau củ không đó. À. Sau khi chương trình kết thúc chỉ có mấy tháng sau thôi, các bạn đã làm đám hỏi rồi. Chúc mừng một lần nữa chúc mừng các bạn. Thay mặt chương trình Bạn Mối Hò chúc cho hai bạn răng long đầu bạc nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Không có thích cao cho to đẹp trai, cho to đẹp trai dễ lăn nhăng. Ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ngồi đi chị. Dạ, chào chị. Xin chào MC Nam Thư. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào khán giả trong trường quay ạ. Bình tĩnh, hơi rung đúng không? Để bên Nam giới thiệu trước cho mình đỡ rung ha. Dạ, xin mời bên đàn trai. Dạ, chào MC Quyền Linh và MC Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Ngọc Việt, sinh 1975, nghề nghiệp tài xế lái container, hiện sinh sống ở Sài Gòn. Quay Sài Gòn luôn. Quận mấy? Dạ, quận 4. Container là xe bự thiệt bự hả? Dạ, xe 22 bánh á. Rồi. Mời bạn nữ. Mình tên là Trần Thị Thiên Nhiên. Năm nay mình 38 tuổi, có nghĩa là 2 năm nữa là tròn 40. Nghề nghiệp của mình là kỹ sư, tổng công ty công nghiệp giao thực vật Việt Nam. Mình đến từ Huế nhưng mà hiện tại là đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở huyện Nha Bè. Em là cũng gốc Huế nhưng mà em cũng ở Nhà Bè, là đồng hương dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái. Dạ. Dạ, ưu điểm của em thì em sống tự lập từ nhỏ, cầu tiến, ham học hỏi. Dạ, còn nhược điểm thì em dễ ăn, dễ ngủ. Bom nổ hôm qua em cũng ngủ được. Dạ, cái gì em cũng thích làm nhưng mà em không được khéo tay. Em nhìn con gái người ta nhẹ nhàng, lả lướt nhưng mà em thì cũng được như vậy. Em nghĩ dễ ăn, dễ ngủ không phải là khuyết điểm đâu. Người ta nói ăn được, ngủ được là tiên mà. Không có gì hết. Bên đàn trai, anh ơi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì hen? Dạ, ưu điểm của tôi là tôi ham học hỏi lắm, chịu làm lắm. Biết nấu ăn, phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Ôi, dễ thương. Tốt. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của tôi hay quên, tôi hay giống như là hơi làm biếng chút. Nhưng mà đã làm thì làm tới hết mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi vậy cũng được. Đường tình duyên thế nào? Hồi năm 2003, tôi có quen một người được 4 tháng rồi. Mới có 4 tháng sao chia tay? Tại vì người ta nói nghề tài xế đi hoài, không ở nhà. Có những lúc đi lại chỗ khác người ta cũng làm mai hỏi anh làm gì, anh làm tài xế. Thôi tài xế nhiều vợ lắm. Mà thiệt không, tài xế nhiều đúng vợ rồi. Không? Dạ nếu mà có nhiều vợ thì không lên đây đâu Quyền Linh. Mang tiếng thôi, một vài dạ, người có nhiều rồi. Vợ thôi. Cũng rất là nhiều người ế ha. Dạ. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Vậy còn bên chị Nhiên? Mình thì trước giờ chưa yêu ai lần nào. Cái hồi nhỏ thì tập trung học hành, không có được yêu đương sớm. Sau mà đến lúc ra trường đi làm thì phải phụ mẹ lo cho em út. Bởi vì dạ. Mình là chị cả trong gia đình á. Dạ. 3 năm trở lại đây á, là người thân với là đồng nghiệp đã hết kiên nhẫn giới thiệu cho mình rồi. Có bao giờ mình cảm nhận là mình kén hay sao không?
Không, không phải là mình kẹn mà bạn trai là yêu cầu mình phải dịu dàng, lã lướt hơn, phải cao hơn, phải xinh đẹp hơn. Như vậy mình thì cảm thấy mình chưa đáp ứng được bạn trai những cái yếu tố đó. Chắc bạn trai đó sao chứ em thấy nhìn vào chị là bên ngoài hết sức là dễ thương, dịu dàng mà. Mình thấy mình bình thường. Vậy thì cái hình mẫu của chị như thế nào về một người đàn ông mà chị mong muốn? Không có thích cao to, to đẹp trai. Bởi vì cao to đẹp trai dễ lăng nhăng. Tính cách này phải vui vẻ, lạc quan. Để em coi thử. Cao bên đây cao, cao hơn container luôn á. Cao hơn container. Chào em. Em chào anh. Ôi, nhìn anh bự con. Nhìn giống anh bà. Giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao mất 1m89 nữa. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Ai cũng nói là tài xế là sẽ đi đường dài, nhiều lăng nhăng, không có. Ba em cực kỳ đàng hoàng, mẫu mực. Đó, dạ, thương mẹ em lắm. Đâu phải ai cũng vậy đâu, đúng không? Đúng rồi. Anh, sao yêu có 4 tháng rồi từ đó vậy sao không yêu nữa hả? Rồi ví dụ mình chạy xe vậy đó, mình chạy đường dài mà đúng không? Không, anh chạy giờ chạy vòng vòng ở thành phố với mấy tỉnh lân cận thôi à. À, chạy à. Vòng vòng đó hả? À. Chạy các khu công nghiệp thôi. À, đúng rồi. Chạy tới đâu có ghệ tới đó không? Nếu mà anh có ghệ thì anh không lên đây đâu. Em tin anh. Em tin anh. Tại yêu có 4 tháng tức là không có lăng nhăng đó. Sao yêu có 4 tháng thôi vậy? Tại vì mình là tài xế mà cứ tối ngày mình cứ đi ra đường hoài đó. Thì cái người nữ đó người họ không có kiên nhẫn được. Rồi cứ chạy tỉnh lân cận vậy, nếu mà ví dụ về thì thời gian dành cho gia đình như thế nào? Thì nếu mà có gia đình thì anh sẽ sắp xếp từ từ lại. Nói chung là chạy thành phố cũng đâu có xa đâu mà sợ. Chạy theo chuyến rồi xong rồi chuyến rồi về thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Dễ nhìn, biết lo làm ăn, chung thủy là ok rồi. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không. Không, em nhìn mặt thì em cảm tình lắm rồi đó. Mà không phải, em phải coi thử ý chị em sao. Tại chị em mà gái Huế nè, gái Huế đừng đặc trưng, gái Huế là lúc nào cũng chính chuyên, đó, sâu sắc, cư xử nhẹ nhàng. Em thấy vậy cho em cư xử hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng mà tới giờ em vẫn nghe chị em bên này là dễ thương lắm à. Cho anh nói chuyện với chị em. Rồi, anh muốn nói gì nha? Nói đi, nói đi. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Việt. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế. Anh có thể thay đổi công việc không anh? Được, nhưng mà phải cho anh thời gian chứ. Bây giờ từ anh biết chạy xe tới giờ không biết làm nghề gì hết. Chạy container cũng tốt mà. Bởi công việc đó tốt lắm em. Cái lương tài xế container cũng khá cao luôn á. Dạ đúng rồi. Theo tôi biết là cao lắm á. Dạ đúng rồi. 10% GDP của Việt Nam á, nhờ vô mấy anh tài xế á. Đúng rồi. Nhưng mà cô gái bên kia hỏi có thể thay đổi công việc. Tức là có thể nào mình không chạy container nữa, mình mua chiếc xe về, mình kinh doanh cái xe đó, mình chạy xe của mình, thậm chí là xe nhỏ hơn xe container được không? Dạ được. Anh có ý định đó chưa? Dạ cũng có rồi đó. Chuẩn bị được nhiêu rồi? Dạ cũng ít ít. Nhưng ơi, Nhiên có thích người hút thuốc không Nhiên? Có thể bỏ được anh. Anh cũng đang có ý định để bỏ đó. Nhưng mà em biết không, mỗi một lần chạy đêm rất là buồn. Xe thì bự thiệt mà có mình à. Mình không hút thuốc thì mình sợ mình ngủ gục. Giờ nghe nhạc hay là thu cái tiếng của cô Nhiên này, cô nói từ sáng đến chiều thu hết. Thế này anh thấy kia bỏ thuốc, cứ càm ràm từ sáng chiều thu hết để xe nghe. Nghe nhiều khi bực mình quá, không có buồn ngủ luôn. Anh Linh. Hả? Tự nhiên thu chị em càm ràm chi. Giờ thu chị em hát đi. Trời ơi chị em hát hay. Phải không? Hát trời thử coi thu được không? Chị, hát liền chị. Mây trắng bay qua khi trăng dần lặn, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đường về quê hiu hiu gió lòng. Đằng sau tim đường. Đêm lắng sau khi xuân làm dần xuống, hương ngát ngào tình ruộn sắn ngô thơm. Trời về khuya nghe hiu hiu gió lạnh, chắp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Rồi dễ thương lắm. Bây giờ là anh này cao dữ lắm. Đúng rồi. Cao to. Em không thích cao to đẹp trai. Anh này cũng có đẹp, cũng có gọi là đẹp cách lãng tử đó, phong trần. Em sợ lăng nhăng. Sinh năm 75 đến giờ mà chưa có tình yêu, mới có 4 tháng là chia tay rồi đó. Có cơ hội thì lăng nhăng sao? Người ta thường nói là tài xế lăng nhăng đúng không? Thì đó là cái cơ hội và điều kiện để lăng nhăng nhiều nhất. Bây giờ ảnh chưa có người yêu, bây giờ ảnh mới lên chương trình ảnh tìm kiếm. Đúng rồi. Đó, nếu mà thật sự anh lăng nhăng, ảnh lên chương trình này thì tất cả những cái cô bồ mà ảnh đã từng quen, biết hết. Không ai dám đây nói láo cả. Nói láo là hàng triệu người xem bị lộ hết trơn. Thành ra đã lên đây rồi là có sao ta nói vậy à. Tin chưa?
Nhiên ơi, lên đây á là tới ít nhất là phải 80 triệu dân biết á. Đúng rồi. Chứ đâu phải là lên đây một vài người biết đâu mà sợ. Ủa mình về mà có làm dâu không vậy? Dạ không đâu. Bây giờ em ở với ai? Ở với mấy anh mấy chị. Nhà ở quận 4 á. Quận 4 luôn? Dạ. Ở đoạn nào? Dạ chỗ chung cư Hội 3 đó, chỗ rồi, dân cư á. Sát bên luôn? Sát bên, sát bên. Anh Việt quê ở đâu anh? Ba mẹ sinh ở Sài Gòn nhưng mà quê ba thì ở An Giang, còn quê mẹ ở Bến Tre. À vậy bây là gốc miền Tây. Miền Tây. Dạ. Nhưng chị em ở thành phố Hồ Chí Minh hết rồi, đừng có lo. Chị đang khúc mắc điều gì đúng không? Tài xế thì mình hơi suy nghĩ một nhưng tí. Nhưng mà nãy giờ anh đâu có cái gì lăng nhăng đâu. Ừ. Hay là mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với là ba bạn đồng nghiệp ạ. Đại diện đàn gái cho biết ý kiến về chàng trai. Xin chào Miss MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. À, chào khán giả của trường quay. Tôi nhận xét là Việt rất là vui vẻ, nghiêm túc và có nét rất là chân tình. Bấm nút đi hai bạn để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn và sớm về chung một nhà. Đó là cảm nhận rất tốt. Đúng cảm rồi. Ơn chị. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ đi với anh hai và chị Tư. Chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là anh hai của Việt. Coi như là nhà ở thành phố nhưng mà mẹ đã mất rồi. Anh em từ nhỏ tới lớn là mình tự túc để mà sinh sống. Thì lên đây như là có một là cái duyên. Mong em gái bên đây là hãy cho em trai bên này cơ hội để coi như là mình có thể tiến xa hơn. Em rể của anh á cũng là người gốc Quế luôn, mà là chồng của cô Tư đây. Cô Tư thấy được không cô Tư? Cô Tư thấy cũng được ha. Anh hai thấy được ha. Tụi nó bấm nút không? Nên bấm. Nên bấm. Rồi đấy. Vậy được rồi. Thấy hai bên là có vẻ ủng hộ. Mai tôi rước dâu bằng xe container luôn đó. Nhiều à? Nhiều không? Nhiều. Đám cưới rước xe, rước dâu bằng xe container nha. Được không? À, lạ nữa à. Trời lạ sao không lạ? Giờ đọc giờ lạ luôn ha. Rước dâu 12 giờ đêm. Ban ngày cắm xe container. Không, chỉ cắt cái đầu chạy được. Còn không có đem công theo. Cắt cái đầu chạy được. Để hai anh chị gặp nhau. Và hy vọng sẽ giải tỏa được cái khúc mắc trong lòng của chị Nhiên ha. Xin mời mở rào. Quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Kèm theo cái giấy chứng nhận độc thân. Dễ thương quá. Em cũng có một món quà. Ý nghĩa của món quà này là sẽ thắt chặt tình cảm giữa bạn nam và bạn nữ. Mong là anh sẽ tiếp nhận đó. Cảm ơn em nhiều. Bỏ túi giấy độc thân luôn đi. Mai mốt rồi tự xé cái tờ giấy đó. Mày muốn xé là bởi vì lấy nhau ta xé. Ừ. Thì đó em nói xé làm tờ khác, làm tờ đó ký kết hôn. Bạn trai đánh giá bên đàn gái thế nào? Cho giờ một chút nha. Lái xe không phải nhìn đường. Lái xe nhìn đường. Thấy em cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Cũng kết rồi đó. Dễ thương không? Dễ thương. Cũng hợp. Dạ, em thấy anh thì dạ cao to. Giống một người lý tưởng của em không? Anh cũng có một khuôn mặt rồng và cũng phúc hầu và như là người em mong chờ. Dạ. Em thấy có cái tiếng sét gì không? Ôi, thấy dạ, có lửa gì không? Em thì chưa yêu lần nào cho nên đối với em tình cảm nó phải từ từ. Dạ. Cho nên dạ, không, ấy, nói là em có cái giống như tiếng sét người ta kêu là tiếng sét ái tình đúng không? À, vô gặp mình có bị cái gầm liền cái gì đó. Gặp anh thì em nhìn thấy ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Dạ. Đúng rồi, anh bự quá mà. Người ta nói dựa vô tùng vô bách chứ anh như tùng bách vậy đó. Anh hỏi chị Nhiên là có tiếng sét không? Vậy tức là bên anh có tiếng sét. Đúng rồi. Có hồi đổ nè. Nãy giờ. Bún gầm liền đúng không? Bún gầm liền. Ờ, rung động liền đó. Đó. Trời ơi, tài xế container là cũng cứng cáp băng lĩnh mà gặp mà đổ mồ hôi là hiểu rồi đó. Quan điểm về tình yêu của anh là như thế nào? Trung thành, trung thủy, thật thà, dũng cảm. Anh có một cái câu anh rất là tâm đắc. Khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả. Còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Thế bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn tụi mình lên đây chứ. Bây giờ mình nói đi, chút xíu về tương lai đi. Con cái ra sao? Ai quản lý, ai giữ tiền, thí dụ như vậy. Thôi em giữ tiền đi ha. Còn con cái để anh giữ cho. Trời ơi thiệt. Và phụ nữ thường phải là chăm lo gia đình. Con cái tất nhiên là phụ nữ chăm rồi. Tiền cũng phải em giữ luôn. Nói chị à, dạ cái tiền đưa thì em cứ giữ. Tiền đưa không giữ, còn tiền không đưa là không giữ hả?
Dạ cứ đưa là em giữ. Em thích trai hay gái? Con trai con gái em đều thích hết anh. Giống dạ. Anh rồi đó. Đó. Anh thích một hay hai đứa? Ba đứa anh. Ôi dữ dạ. Vậy hả? Ba đứa chứ có nếu gì mà anh có điều em. Kiện anh cũng phải làm đội bóng lắm á. Anh chị của em á là nãy giờ luôn có thắc mắc về cái chuyện tài xế rồi này nọ, tất nhiên là sẽ có ghen đúng không chị? Ừ, nói sao cho chị em tin nè. Anh nói một câu chân tình như vậy, nếu mà anh lăng nhăng á anh này nọ đó thì anh không ở tới giờ này đâu. Thôi kết thúc. Em nghĩ là mình chỉ cần một khoảng thời gian nói chuyện như thế thôi, nhưng mình có thể cảm nhận về nhau rất nhiều rồi. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra con tim của mình. Yêu thương là bấm, không yêu thương không bấm. 5 4 3 2 1 Hết thời gian. Thôi thôi. Chị ơi, chúc mừng chị. Sao mà nó bấm chậm vậy? Không anh, em bấm nó chưa ăn. Bấm chưa ăn hả? Mà công nhận hai anh chị cũng mặc một cái màu áo giống giống nhau. Đây là định mệnh. Bây giờ hai người nắm tay nhau đi. Ừ. Mình xin phép hai họ chính thức ngày hôm nay. Tôi xin phép hai bên gia đình cho tôi hẹn hò với em Nhiên. Sao em? Dạ. Được. Được không? Dạ. Được mà sao rung vậy? Anh đâu có rung đâu. Anh lái xe quen rồi anh ơi. Rung gì ta chưa yêu mà. Có nhiều trường hợp tôi cũng rung. Anh. Sao anh em? Hứa với em đi. Hứa vậy? Anh phải thực sự yêu thương chị của em. Không được lăng nhăng. Chị em chưa yêu lần nào nên anh phải thực sự có trách nhiệm nha. Nếu không là em tìm tới quận tư em tìm anh luôn á. Rồi rồi. Ơi, có ai ủng hộ Nam Thư không? Nhà gái vỗ tay cho em đi. Bạn người ta khóc rồi đó, anh làm sao coi được làm nha. Còn nếu ngược lại sao em? Kiếm Quỳ Linh. Kiếm Quỳ Linh. Thật sự đây là một sự nghiêm túc. Bạn ở dưới ngồi khóc luôn kìa. Những giọt nước mắt đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Nào, trước mắt hai họ mình hôn nụ hôn đầu tiên đi. Nhà gái ơi, cho anh xin phép nha. Đó. Nhà gái like. Em phải ngước cái mặt lên chứ anh hôn được. Sợ quá. Trời, anh Linh anh làm cái gì vậy? Nó hung lãng mạn muốn xỉu. Chưa bao giờ thấy hung hết. Sao em gục xuống, anh đã anh cao mà em gục xuống nữa, anh không nữa hả? Hung gì nào được thôi. Hung gì nào được thôi. Dạ không trên tóc anh. Không mà tao hung nó không chịu. Ừ, không chịu đúng rồi kìa. Anh còn định hung môi nữa đó. Đừng rung, anh nắm tay nè, không có rung đâu ha. Đừng rung. Có anh là không ra đâu. Ha. Rồi, hôn. Yeah. Em thấy thế nào? Có điện chạy qua không? Dạ, thì cũng có. Nói chung là em run lắm. Đúng rồi. Yêu bằng cả trái tim nha. Đây. Dạ. Rồi, chị rồi chàng trai bảo vệ theo sau. Đó, đi chưa? Chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Chúc mừng anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời.